thì mới ra cái thuộc là sao à. Như vậy thì rất là các con quý thầy, các quý cô và các quý phật tử cũng biết rằng chúng con đã đến đây là với cái con người là được rất là muốn để thành các tiếng hát để đến người thương yêu Phật cũng như các quý sư, các quý cô và cũng như các quý thầy và các quý phật tử. Cảm ơn tiên con xin gửi đến một bài hát rất ý nghĩa cho cái ngày lễ vía Long Quan, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Khang là phẩm Người Quán Âm, và xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào mọi người.
và một bài hát nhạc hoa nhạc cổ nhạc disco là một bộ hát xem cho người yêu thương xin chào lời. Xin cảm ơn hai ca khúc rất là tuyệt vời của ca sĩ Thảo Nghi đã gửi đến cho chúng ta.